Sáng nay, ông Nguyễn Duy Minh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật căn cước công dân sửa đổi. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Duy Minh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng thông tin một số nội dung chính và một số nét mới của dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật căn cước công dân sửa đổi. Dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở gồm 5 chương 34 điều. Dự thảo luật quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi gồm 7 chương 45 điều. Cơ sở chính trị để xây dựng luật căn cước công dân là các nghị quyết trung ương về chuyển đổi số quốc gia, chính phủ số, cải cách hành chính. Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng là tài sản quốc gia được nhà nước bảo vệ theo quy định của pháp luật. Các đại biểu đều cơ bản nhất trí cao với sự cần thiết ban hành luật và góp ý cần bỏ một số nội dung không cần thiết, điều chỉnh một số nội dung trong trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp. Đồng thời, việc đổi mới công tác quản lý dân cư, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả, giá trị sử dụng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước vào công tác quản lý nhà nước để đem lại nhiều lợi ích cho người dân là yêu cầu cấp thiết, cần được ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đáp ứng chuyển đổi số quốc gia ở nước ta.